Tôi là Úc Cọ, năm nay vừa tròn 21 tuổi, là sinh viên năm 3 ngành quan hệ quốc tế của trường đại học Public. Tôi là một trong những sinh viên ưu tú của trường. Tôi là một người thích ngăn nắp, gọn gàng, nên cứ tan học về là tôi lại bắt tay vào các công việc như dọn dẹp, nấu ăn, phơi đồ và cả lau nhà nữa. Các bạn thấy ngôi nhà này như thế nào? Và cả tôi nữa, có phải thấy tôi rất đảm đang hay không? Thật ra, tôi là ô sin cao cấp. Và ngôi nhà này là của anh ta. Anh ta tên Quân, năm nay 25 tuổi. Làm công việc gì thì tôi cũng không rõ, nhưng cứ về đến nhà là anh ta lại ném đồ lung tung, rất mau hay quên. Khi tắm, thường xuyên không đóng cửa. À không, quên kéo màn. Đó, là quên kéo màn nữa rồi. Nhưng không sao, đó cũng là cơ hội để tôi có thể nhìn thấy body của anh ta. Ngoài vài đặc điểm xấu ra thì anh ta cũng rất đẹp trai, body khá chuẩn. À, tôi đi làm là để trang trải cuộc sống, chứ không phải là để ngắm trai đâu nha. Uống chi mà nhiều dữ vậy? Cần cần. Tại sao em lại từ chối anh? Anh bị điên hả? Buông tôi ra coi. Tại sao em lại không chấp nhận anh? Anh đã làm tất cả những gì em muốn rồi. Em còn muốn gì nữa? Em nói đi. Nói cái gì mà nói? Tôi có phải bồ anh đâu, buông tôi ra. Em trả lời anh đi. Em có yêu anh không? Không. Đi. Vậy là em chấp nhận rồi đó nha. Em không được từ chối anh nữa đó. Ăn cái gì mà hôi quá vậy? Uống cho say rồi nhận bường. Tôi không phải của ta. Là ai không quan trọng. Quan trọng là khi nhận đã có chủ rồi. Chủ cái đầu anh thì có. Thank you.
Chi nhận tôi đâu? Cậu cũng thiếu lắm hả? Cậu thích sao không nói? Tôi có thể cho cậu mà. Từ ngày về đi làm, tôi chưa bao giờ trả lương trễ cậu bao giờ. Càng không trả thiếu cậu lần nào. Ở đây có nhiều thứ đáng giá hơn, sao cậu không lấy? Hay những thứ này to quá cậu mang đi không tiện? Tôi đánh giá quá cao phần của cậu. Những thứ này chỉ có giá trị đối với bản thân anh thôi. Thứ có thể mua được bằng tiền đều có giá trị thấp, như chính con người anh vậy. Anh làm như mình tốt đẹp lắm. Bị người yêu đá, buồn bã uống say xỉn, quăng những thứ rác rưởi ấy lung tung rồi đổ thừa cho người khác lấy. Tôi nghèo, chứ tôi không có sống dơ như anh. Tôi nghỉ việc, không làm nữa. Tháng lương này anh khỏi trả, để dành tiền mua lại cái gương to to mà soi bản mặt mình đi.
như là không lẽ cậu ta đã nợ đóng tiền họ. Mình nói mấy câu nó hơi quá đáng. Vậy mà nghĩ gì thì sao trời. Gọi điện tắt máy. Nhắn tin thì trả lời chẳng ra là. Là anh làm đúng không? Ai mượn vậy? Sao cậu biết tôi làm? Ba mẹ tôi thì chưa gom đủ, bạn bè thì lại càng không. Chỉ có anh, chắc chắn anh. Bọn tôi giúp cậu không được sao? Có người anh kỳ lạ thật. Hôm qua thì nói tôi này nọ, hôm nay là nó muốn giúp tôi. Tôi đóng tiền học phí cho cậu, cậu không chửi tôi làm sao? Nếu không thích, cậu có quyền trả tiền lại cho tôi. Bây giờ tôi chưa gom đủ, tôi gửi anh trước một nửa, được không? Không. Tại sao? Không lẽ cậu đóng tiền học nữa tính chỉ? Tôi đâu có mượn anh đóng giùm tôi. Con người anh đúng là ngang ngược. Ngang ngược á? Sao bằng cái đầu cứng của cậu? Bây giờ anh muốn gì? Muốn tặng cậu số tiền ấy và mời cậu về nhà làm việc lại, được không? Mơ đi. Đây là giấy nợ, anh ký vào đi. 2 tháng sau tôi sẽ hoàn thành số tiền với 2% lại mỗi tháng. Vậy cậu sẽ làm gì để trả lại số tiền cho tôi? Chưa biết, anh không cần phải lo. Ký đi, tôi sẽ hoàn thành đúng hạn. Tôi sẽ ký. Khi cậu đồng ý về nhà làm lại cho tôi. Còn không thì cậu phải trả lại tất cả số tiền mà tôi đã đóng cho cậu ngay bây giờ. Tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện. Đó là trong vòng 24 giờ tới, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh. Có, lấy cho tôi ly nước. Làm. Tôi nói lạnh chứ đâu phải nước đá.
Thôi, tôi hết khát rồi, mang vô đi. Lấy cho tôi cốc nước hồi nãy đi. Anh ngứa chỗ nào để tôi gãi. Tôi thích. Anh được lắm, cái đồ ngang được đúng không? Gọi một ít trái cây ăn đi. Nhà có nhiều loại trái, ăn được trái nào thì ăn, không thì nhịn. Ủa, không có gì thấu hả? Ra ngoài mua một trái đi. Không. Tờ giấy nợ được rồi ta. Ăn mấy trái? Một. Chị tìm ai? Quân. Em đi đâu đây? Em tìm anh. Để làm gì? Em đến chỉ để mời anh tham dự đám cưới của em. Cưới? Chúng ta chỉ mới chia tay nhau chưa đầy một tháng. Một tháng của anh? Chứ em với người ta thì quen nhau lâu rồi. Con gái các người hay thiệt. Anh nói sao cũng được. Em từ chối anh á, không phải là vì em không thương anh, mà vì anh ấy hơn anh nhiều thứ. Anh cũng lo được cho em, nhưng em cần những thứ chắc chắn hơn. Hơn thế nữa, em hy vọng mới là hôm ấy anh có thể đến chúc cho em. Đây là cô gái mà anh tỏ tình hôm trước sao? Nhìn bề ngoài là biết trọng tiền hơn tình rồi, vậy mà anh cũng yêu say đắm, hay thật. Tôi muốn được yên tĩnh. Anh là con trai đó, yếu đuối vừa thôi. Hay là muốn đi nhậu? Nhậu với tôi không? Nhậu cái gì mà nhậu? Tôi không biết uống. Mất công, mất đồ rồi lại nói tôi này nọ kia nữa. Tôi còn gì nữa đâu mà mất. Nhậu với tôi đi. Yo! Lon này á, uống gì nhân ngày tôi bị bồ đá. Còn lon này là uống gì nhân ngày tôi tập nhậu. 1, 2, 3. Yo!
lấy cho tôi cái khăn đi. Sao hôm nay anh về trễ quá vậy? Bộ mưa lớn hả? Ừ, lớn. Định về nhà hả? Ừ. Đang bảo mà, mưa không thấy đường lái xe đâu. Về nguy hiểm lắm. Ở lại nhà tôi đi, mai đi học. Không được, tôi còn chưa tắm rửa, bài vở thì còn cả nùi. Lấy đồ tôi mà mặc. Còn bài vở thì học ở đây. Ở đây có mấy làm không sướng hay sao? Tôi phải về mà. Tắm đi rồi làm đồ ăn cho tôi. Tôi tắm xong rồi tôi ăn. Đói quá. Đi cà phê đi cho tỉnh. Týždne budem všetko pozorne sledovať. Còn 5 ngày nữa là kết thúc hợp đồng nữa nha. Anh lo mà tìm người đi đó. Gì nhanh vậy? Tôi thấy lâu như chục năm. Thì hết hợp đồng rồi thì làm công anh luôn. Không. Anh nghe ngược lắm. Làm với một thời gian nữa chắc tôi tăng xong chết. Styles in position.
Mấy bữa nay làm sao vậy? Hai giờ anh hả? Làm sao? Thì bữa nay bị đặt gọn gàng, sạch sẽ, nghiêm túc nữa. Chứ bộ bình thường tôi ở dưa lắm hả? Anh sạch cho bản thân anh thôi, chứ nhà anh khác gì có ổ. Ổ gì? Anh tìm người được chưa? Xong ngày hôm nay là tôi nghỉ việc rồi đó. Ai nói? Hợp đồng. Cậu làm mất chứng nhận của tôi, cậu phải tìm ra chứng nhận rồi cậu mới được nghỉ làm chứ. Nhưng mà cái đó không có trong hợp đồng. Nhưng mà đó là trách nhiệm của cậu. Ừ, anh giữ tôi lại cũng vì chứng nhận thôi mà. Em vẫn nhất quyết tìm nó để bỏ anh đi sao? Buồn ra. Lúc nãy anh nói vậy là muốn giữ em ở lại. Anh muốn em làm ô xin mãi mãi cho anh, chứ không phải là tìm cho ra cái nhẫn. Là sao? Anh tìm ra chiếc nhẫn lúc anh nhận ra anh có tình cảm với em. Chiếc nhẫn này lúc đầu không phải là của em, nhưng định mệnh nó là của em. Em đeo nó lại chứ. Chẳng phải là trai. Là gì không quan trọng. Quan trọng là anh muốn được bên cạnh em. Nhìn bên nhau dù bao lâu tình cảm sâu. Sao hôm nay anh bịt kín mít vậy? Tại không được khỏe lắm. Anh sợ lây cho em rồi anh lại đau lòng. Bớt xào nha. Nó đơn phỏng vấn ở đây á. Vậy hả? Lúc phỏng vấn em thấy được lắm luôn, cứ tưởng là được nhận rồi, ai về rớt tiếc ghê. Còn anh bạc đãi em lắm hay sao mà tiếc hoài vậy? Cái này á gọi là có duyên, nếu không như vậy anh với em sẽ đến được với nhau. Ủa, anh có cần phải mua thuốc uống không vậy? Không sao đâu, lát hết hả? Ủa sếp? Hả? Sếp ra đây chi vậy, không để em mang vô. Anh đau bụng quá, anh ra xe trước nha cậu.
Lưu Minh Quân, anh đứng lại cho tôi.